Kính thưa chư quý vị, chương trình được liên tục đến bài An ủi một tín đồ. Bài này Đức Thầy viết tại Sài Gòn năm 1943. Nam mô A Di Đà Phật. Con thuyền bát nhã sang sông, miền ngoài gọi khách, lòng trong ngài ngùng. Đã từng giữa kẻ nâu sùng, kể sao tâm trí còn tùng ngoại duyên. Muốn làm tiên được coi tiên, nấc thang vinh hạnh thầy riêng cho mình. Từ đây đến buổi thanh bình, muốn người niệm Phật hòa mình biết bao. Trồng cây mà chẳng rấp rào, để cho gió lại tát vào gốc lá. Lòng người chẳng ớt mà cay, bị câu tài sắc đổi thay khôn lường. Một mai đến số vô thường, công kia với tội có ai lường, kiếp chẳng